Tối 18 tháng 9, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi chia sẻ một bài đăng với thái độ khá bức xúc. Lý Nhã Kỳ đã đăng tải những hình ảnh được trích xuất từ camera và trong ảnh, có nhiều người đàn ông lạ mặt được cho là đã xâm nhập vào nhà riêng nữ diễn viên. Không những vậy, nữ diễn viên cho biết một vài người còn cố tình giả dạng để theo chân Lý Nhã Kỳ ở những địa điểm mà cô ghé qua. Đính kèm loạt ảnh, Lý Nhã Kỳ viết, một lần nữa ép tôi công khai những gương mặt quấy rối cuộc sống, sự riêng tư của tôi theo cách họ làm, đứng trước nhà, lén và xâm nhập vào nhà riêng, đi theo xe, giả khách thuê và đến những nơi công cộng quán ăn, cà phê mà tôi hay lui tới. Bài đăng của Lý Nhã Kỳ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người. Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên nên trình báo cơ quan chức năng, phải cẩn thận và ra vào cần có người bên cạnh. Cách đây hơn một tháng, Lý Nhã Kỳ cũng từng gây hoang mang khi có chia sẻ dài liên quan đến việc bị fan cuồng liên tục tặng quà, xâm nhập quá nhiều vào cuộc sống riêng tư. Lý Nhã Kỳ bức xúc tiết lộ không chỉ có một mà nhiều người nắm rõ mọi thông tin về sinh hoạt của cá nhân cô cũng như những người thân. Lý Nhã Kỳ cho biết thường xuyên nhận được hoa và bánh với dòng ghi chú kỳ lạ vào những dịp đặc biệt và điều này khiến cô cảm thấy bất an, lo lắng. Chia sẻ với chúng tôi, Lý Nhã Kỳ xác nhận sự việc bị fan cuồng cố tình tiếp cận, can thiệp vào cuộc sống riêng đã diễn ra tầm 10 năm nay, là nhiều đối tượng khác nhau chứ không phải một người. Lý Nhã Kỳ cho hay tin báo cơ quan chức năng can thiệp nhưng không thể giải quyết triệt đề. Nữ diễn viên tiết lộ từng có người đứng trước cửa phòng cô từ đêm đến sáng, sau đó bị nhân viên phát hiện mới bỏ chạy. Thậm chí, Lý Nhã Kỳ còn thường xuyên nhận được hoa, thuốc từ một số người không quen biết nhưng gọi cô là vợ. Những chuyện này xảy ra nhiều lần khiến Lý Nhã Kỳ bị ám ảnh từ sức khỏe đến tinh thần. Lý Nhã Kỳ cho biết suốt nhiều năm qua, cô bị nhiều fan cuồng quấy rối tinh thần. Nữ diễn viên đã trình báo cơ quan chức năng để can thiệp nhưng không thể giải quyết triệt đề.